Liên quan đến vụ phá trạm ATM của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á để trộm két sắt, sáng nay, cơ quan điều tra Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nghi phạm Nguyễn Quốc Nhật, 36 tuổi, về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 23 tháng 3, Công an quận Hải Châu nhận thông tin tại trạm ATM của Ngân hàng Đông Á bị kẻ gian đập phá và chiếm đoạt số tiền là 175 triệu đồng. Đến trưa ngày 24 tháng 3, lực lượng chức năng xác định được thủ phạm là Nguyễn Quốc Nhật. Tuy nhiên, đối tượng Nhật đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an Đà Nẵng phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Yên đã bắt được Nhật khi đang trên xe khách và dẫn giải đối tượng về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra. Tại cơ quan công an, Nhật đã khai nhận toàn bộ hành vi dùng máy cắt, xà beng để cắt, cậy phá và chiếm đoạt tiền tại trạm ATM.